bạn thấy không? Hi hi hi. Hello. Welcome back to my channel, Lulu Live Vlog. Bây giờ thì Lulu đang đi vòng vòng quanh cái xưởng ha. Để xem. Bữa nay mình tưới, ngày nào cũng tưới hả chú? Đây, ở đây có cái vòi tưới nước tự động này các bạn. Đó, bắn nước tùm lum hết. Đó. Đã không? Thì nói chung là thì bây giờ đó khá là nắng các bạn. Tại vì xung quanh đó các bạn có thấy cái cây không á, người ta trồng nhưng mà nó vẫn có chưa có lá đó. Nói chung nó mới bắt đầu ra lá ít thôi đó, cho nên là phải đợi cho nó có lá này kia rồi nó mới đầu mới có không khí nó mát một xíu, chứ bây giờ hiện tại là rất là nóng các bạn, rất là nắng luôn á đó. Đó, mình sẽ đi vòng vòng xưởng mình xem ha. Đó, xem như thế nào xung quanh. Cái này là cái kho nhỏ nhỏ để đựng đồ gì đó. Rồi ở bên đây là cái cửa văn phòng, mà cửa bên hông đây. Okay, cửa bên hông. Ok, và bây giờ mình lên đây mình xem thử nha. Vẫn còn đang xây dựng các bạn, nó dàn giáo rất nhiều. Vậy không biết là chừng nào mới đây, còn đang để cái này chưa có đổ bê tông lên nữa đó. Bên này hiểu cô rồi đó. Nhưng mà bên này vẫn còn.
chưa có gì xong cái gì hết. Ok, và bây giờ mình đi xuống dưới lầu ha, đi trở lại xuống dưới phòng phòng nhân sự ha. Phòng bảo vệ các bạn. Ok. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.